Cái này nó bị bể rồi nè. Cái kẹo gì mà nó lạ. Welcome back. Thì sau mấy ngày đi công tác Hàn Quốc về á, mình đã sưu tầm và mua về Việt Nam rất là nhiều đồ ăn vặt Hàn Quốc. Và hôm nay mình với em gái của mình sẽ thử khui từng món ra ăn thử để coi có cái nào ngon nhất không nha. Ôi cái này nó bị bể rồi nè. Mình ăn cái này trước đi, nó bể rồi. Thơm. Nhưng mà em nghe mùi giống một cái bánh phô mai snack của Việt Nam á. Snack quốc dân của Việt Nam á. Cái bánh phô mai mọi người có biết không ta? Công bằng mà nói thấy đồ Việt Nam nhiều khi ngon hơn. Giống snack Việt Nam mà mọi người. Hơi giống giống cái bánh Oshi phô mai. Đúng rồi, cái bánh mà màu tím tím á. Nó nghe mùi giống như bị chiên nhiều quá, không có rõ phô mai nhiều. Nhưng mà cảm thấy nó hơi lạc, nó không có được đậm vị. Ok. Nhưng mà bịch này thì hay mua kiểu như là 1.800 won. Mà 1.000 won là 18.1 Việt Nam đồng. 18.000 Việt Nam đồng đi. Đó, cái tỷ giá của mình với Hàn Quốc nó trên nhau là 18 lần như vậy. Phải nói là mắc nha. Ăn miếng cối. Bỏ qua nó đi. Tiếp tục mình sẽ ăn cái món thôi giờ kẹo để sau mình ăn bánh. Uống sữa đi, ăn bánh rồi phải uống sữa. Sữa chocolate amon. Cái này là một loại game nổi tiếng của bên Hàn đúng không ta? Nó dở trên tính cái loại game đó. Thế là chị hai không biết luôn á. Sale còn 1.800 won. Tính ra tiền Việt cũng 40.000 á. Không, chưa uống thử mà em nghe mùi giống sữa Hà Lan, sô-cô-la Việt Nam. Y chang luôn. Y chang luôn, cô gái Hà Lan mà sô-cô-la. Này là chỉ cần nghe mùi thôi là giống sô-cô-la cô gái Hà Lan á mọi người. Bạn nào mà đang sắp đi Hàn thì chúng ta mà có thèm sữa sô-cô-la có thể mua thử loại này nè. Dễ thương, dễ uống nữa mà ngon đúng không? Ngon. Ê, bánh đồ xì đi. Chị hai cũng thích cái này nữa. Rồi, bánh đồ xì có ai khui trước nha. Rồi, em ra búa nha. 1, 2, 3. Ủa ra búa thiệt hả? Ủa em nói mà, em nói ra búa mà. Ăn ngay nói thẳng. Ok, khui đi. Để hai giúp cho. Có ô bỉnh đây nè. Cái hộp này thì hình như là 2.000 won đó mọi người. Tom and Jerry rất là dễ thương. Và cái này gọi là kẹo dẻo nha. Và mình thấy hầu hết á, là những cửa hàng tiện lợi á, thì thấy bán bánh nhiều hơn là kẹo. Còn kẹo thì để một hàng cũng ít lắm. Mà hầu hết là bánh nhiều. Với lại kẹo thì chị hai nghĩ là người Hàn Quốc thích ăn kẹo dẻo. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy toàn kẹo dẻo không à. Ít khi nào mua được kẹo cứng. Cái này là ta. Kẹo dẻo nha. Thôi giờ mình thử này trước đi. Mỗi người cay đi. Nãy giờ kẹo nhìn tưởng bánh. Ủa này giống kẹo sáp quá vậy. Wow. Nó giống kẹo sáp mọi người ơi. Nhưng mà nó đâu có tròn giống quảng cáo đâu. Bỏ vô miệng ăn thử luôn rồi. Ăn thử nha. Tách nó ra nè. Điển hình có kẹo dẻo luôn. Nó không có bị ngọt. Mà nó chua chua. Này cũng là điểm cộng nha, thường á là ăn kiểu dẻo á là nó ngọt quá là bị ngấy ngay cổ này nè, nên cần vị chua chua tí xíu. Đúng không vậy à? Chắc ngon. Đừng ngon quá. Đừng mọi người đừng thấy mình gì nữa nha, nãy giờ mở không ra á, giờ mới ra nè. Ăn một lần mà lật hai cay hơn. Ngon quá. Rất là ok luôn. Giờ em để đây lát em ăn tiếp. Bây giờ sang món mới. Mình khui này nha mọi người. Cái này là một cô em cùng phòng với mình tặng cho mình cái gói này. Lula đoán là cái gì? Chị hay nghĩ nó là đậu phộng. Em không biết nữa. Em rò thử thôi. Cho cho rò đi. Bánh à, bánh gì giòn giòn đúng không ta? Xem được tới đây mọi người đoán cái này là cái gì, mọi người comment cho mình biết với nha. Ôi, giống cái đậu phộng da cá gì nè. Không biết phải đậu phộng không nữa. Bánh bên trong. Có nhân là bánh bên trong, bánh giòn.
mặn mặn, ngọt ngọt, mùi phô mai, bơ, sữa. Nó là tổng hợp những cái gì mà béo nhất trên đời này, nó dồn vô cái gói này nè bà con. Mình rất thích nó luôn, thiệt sự. Chị Hai muốn thử cái chai này nè. Có vẻ nó là mật ong. Nó để là có vẻ mật ong. Đúng không? Nó mềm eo quá. Cái chai hơi gỡ. Phải để coi có ăn được không nè. Honey jelly, jelly là chắc chắn là mềm. Hôm nay đồ ăn phải ăn được chứ. À. Ôi. Em có biết mấy cái mà trên mạng mà mật ong mà bỏ ngăn đá sau đó người ta nặng lên giống vậy không? Biết cái clip không? Em cũng có coi chút đó. Ôi. Lúc đó mà mình xem mấy cái video mà ASMR theo hình đó mọi người, chắc chắn mọi người sẽ xem đó tại vì nó rất là viral. Thì là có người đã xem, đã ăn cái này theo icon giống vậy Trang vậy luôn. Được không? Đúng rồi, theo kiểu rau câu vậy nè. Được. Cắn, đúng rồi, cắn luôn. Đây là kẹo siêu chua. Trong đây không phải là bịch mà là nó có nhiều cục như vậy nè. Wow. Để coi mấy cục nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kẹo có 13. Không bị rớt đâu ta. Thôi tạm thời chắc 13 đi. Có 13 à, 13 viên à. Giờ mình mỗi đứa một viên khui thử coi nó có chua không nha. Không biết kiểu cứng hay kiểu mềm nữa. Rồi lại kiểu mềm. Chia. Chia. Nó nhân. Nhân táo. Không chua đâu. Không chua đâu ta. Ngon. Chắc có cái nhân nó mới chua, cắn thử nha. Rồi ăn chơi chơi, mình chơi game, mình học bài rồi cũng kiểu tỉnh táo quá mọi người. Chứ ở chua mà. Chua vậy làm mình tỉnh táo. Cái sức chịu chua, cái sức chịu chua của chị Hai yếu lắm. Chua liếu lưỡi luôn. Nhưng mà ăn chua được kiểu như ăn chua giúp mình tỉnh táo là kiểu như làm không có bị buồn ngủ ra chứ ăn mà chua nước miếng nó ứa ra. Buồn ngủ ra chứ ăn mà ngủ ra chứ ăn mà gỡ gạt lại bằng cái hũ kẹo mini này đi để coi nó hơn có chua hay không nha. Hình như cái loại này có bán Việt Nam không ta? Không, chị Hai chưa thấy nó bán Việt Nam luôn á. Mọi người có biết không? Quen. Mọi người có thấy là cái loại này có bán ở Việt Nam không? Mọi người comment cho mình biết nha. Nghe mùi sữa và cái viên nó cũng dễ thương lắm. Mình ăn chua cái bụng kêu không biết mọi người nghe không ta? Kêu. Nó ngọt. Đã là kẹo chua này kẹo ngọt. Cái vị nó rất là lạ mà giống như là chưa bao giờ mà mình ăn trước đó luôn á mọi người. Hợp lý luôn á, mà mình share được cho nhiều bạn bè nữa. Một cái hũ nó rất là nhiều. Lúc đầu mà em thấy cái này em tổng hợp Yakult phiên bản mini. Có một cái hũ nè mọi người, nó rất là nhiều luôn, còn trong đây luôn nè. Kẹo ngán rồi, dùng khui cái bánh đi. Cái này là em mong chờ chứ nãy giờ ăn kẹo quá trời, bây giờ khui bánh. Thử hơn, bịch bánh Việt Nam của mình nhiều quá. Ờ nha, xeo hơi đi luôn ta đi chờ chờ. Ai đi Hàn Quốc hoặc là người bên đó đều kiểu như nói là nên ăn cái loại này rất là ngon, ăn một lần là ghiền luôn. Rồi có một người bạn của mình ở Hàn Quốc nói á, nếu mà Duyên qua bên Hàn Quốc mà không ăn thử cái bánh này thì coi chừng bị hối hận đó. Chứng tỏ nó rất là ngon. Vậy mình sẽ thử nha. 1, 2, 3. Chưa thấy. Thơm rồi đó. Ủa, cái mùi nó kiểu như là bánh khoai tây bình thường thôi mọi người, nhưng mà cái vị nó là bơ mật ong. Trước khi mình xé thử một cái bịch nào đó mình phải ngửi trước. Mùi thơm, rất thơm luôn mọi người. Nó nghe mùi mùi kiểu cũng bơ mật ong, muốn hửi hoài luôn á. Nên ăn thử đi, ăn thử đi. Rồi hửi không ngon quá. Ngon quá. Khó gì chị hả?
No rồi đúng không? Không phải no mà em thấy nó bị đầy quá. Bị đầy cái độ đường, độ ngọt. Bởi vậy quá trời năng lượng luôn. Và trong cái các loại bánh kẹo này á, thì mình có mua về hai cái lon mì như thế này. Và mình chưa bao giờ ăn thử. Đô La ăn thử mấy loại này chưa? Em chưa, hình như ở Việt Nam là có cái loại màu hồng với lại màu đỏ. Còn hai loại này cái màu lạ quá, nãy mình nhìn tưởng mì cung đình nữa. Vậy thì video sau thì hai chị em mình sẽ làm thử hai lon mì này ăn, để xem là cái vị màu xanh màu tím này nó có ngon giống như là cái vị truyền thống hay không nha.